Ngọc nữ thế hệ thứ hai của điện ảnh Việt Nam đang ở đỉnh cao thì bỗng tuyên bố rời showbiz. Mình cũng tìm hiểu về cái môi trường đó và mình muốn đi học để mình nâng cao. Đó là lý do mà tại sao mình chọn trường ở bên Úc. Từ cô gái chân quê trở thành quý cô thành thị giàu có. Ashley, look at me. Một tay lo hết cho cả gia đình, thu nhập khủng chỉ trong vài năm, tình duyên lận đận, yêu ai cũng dính lùm xùm, thường xuyên bay đi nước ngoài, khoe sự sang chảnh hào nhoáng. Minh Dương Lan Ngọc là một trong những ngọc nữ đình đám hàng đầu của Vbiz, thế nhưng đang ở giai đoạn tốt nhất thì bất ngờ lại từ bỏ hào quang để đi du học, khiến bao người tiếc nuối cũng như đặt dấu hỏi. Lan Ngọc bắt đầu vào nghề từ bộ phim điện ảnh Cánh Đồng Bất Tận từ năm 2009, khi ấy cô mới chỉ 19 tuổi và gần như chưa trổ mã. Ngày xưa cô nàng nhìn đen nhẻm, hiền khô như cô gái chân quê vậy, nhưng chính cái nét ngây thơ, tự nhiên ấy đã giúp Lan Ngọc gây chú ý, dần dần theo thời gian và độ nổi tiếng tăng cao. Lan Ngọc cũng trở thành một quý cô thành thị xanh điệu da trắng sáng, gương mặt thanh thoát, xinh đẹp nổi trội thuộc hàng top trong dàn mỹ nhân. Sự thay đổi của nàng ngọc nữ nhận rất nhiều khen ngợi, Lan Ngọc của hiện tại có thể nói là làm hài lòng tất cả khán giả yêu sắc đẹp vì đứng đâu cũng nổi bật, chẳng ai có thể át được vía. Lan Ngọc là một cô nàng tài năng và đầy nỗ lực, từ một ngôi sao vô danh chân ướt chân ráo vào nghề, cô đã tìm được đường đi cho mình, tìm được hướng để nâng cao tên tuổi, nâng tầm ảnh hưởng và thành công vang dội. Bước ngoặt sự nghiệp lớn tiếp theo sau vai diễn đầu tay của nàng ngọc nữ chính là việc trở thành thành viên của show Chạy Đi Chờ Chi. Sự nhiệt tình lan xả, hài hước vui vẻ, tươi sáng rạng rỡ trong suốt quá trình tham gia show đã giúp hình ảnh Lan Ngọc trong mắt khán giả đẹp hơn, thật hơn và chiếm được cảm tình lớn hơn. Sau đó cô lại chuyển mình ngoạn mục lần nữa với hình tượng quý cô sành điệu trong bộ phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu Ba, đạt được doanh thu 100 tỷ, vậy là tên tuổi cô nàng lên tầm ngôi sao hạng A. Nhờ thành công tới liên tiếp mà Lan Ngọc cũng giàu lên trông thấy, cô tậu xế hụp, hàng hiệu liên tục, mua đất cất nhà to lo cho cả gia đình của mình. Cô nàng đang có trong tay 3 căn nhà, trong đó 2 căn chung cư cao cấp, 1 căn nhà phố 2 lầu, 1/2 mặt tiền sang trọng. Cô thẳng thắn tiết lộ rằng mình đã lo được đủ đầy cho cả nhà rồi nên hiện tại mới dám mạnh dạn dừng sự nghiệp để đi du học đấy. Là mỹ nhân người gặp người yêu nhưng chuyện tình duyên của Lan Ngọc thì lận đận không ngừng. Cô từng 2 lần công khai yêu đương và 1 lần dính tin đồn hẹn hò nhưng không lần nào yên ổn. Người tình đầu tiên là anh chàng La Thành thì từ ngoại hình tới năng lực đều không cân xứng. Thời điểm ấy hai người chia tay vì hiểu lầm và quan điểm cá nhân trái ngược. Ở thì hiện tại anh tình cũ này lại đổ nợ vì đỏ đen phải trốn chui trốn lủi nữa chứ. Tới người thứ hai là Minh Luân thì chuyện tình cũng chỉ kéo dài được 3 năm là kết thúc. Tuy nhiên nó vẫn tốn khá nhiều giấy mực của báo giới vì nam diễn viên điển trai này đang đàn tố bạn gái lăng nhăng, bày tỏ bức xúc như thể mình bị mọc sừng vậy. Có lẽ sau 2 mối tình ồn ào, Lan Ngọc không muốn công khai nữa, thế nên tới khi dính tin hẹn hò chàng ca sĩ Chi Dân, nàng ngọc nữ chưa từng xác nhận. Dù vậy thi thoảng khán giả lại bắt gặp hint hẹn hò của cả hai do nhà trai tung ra. Có lẽ do bất đồng quan điểm về cách yêu nên sau cùng cặp đôi này cũng đường ai nấy đi rồi. Hiện tại Lan Ngọc rất tự do và thoải mái, cô có danh tiếng, có tên tuổi, tài sản dư giả chẳng thiếu thốn gì, lại đang ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, tuổi trẻ nhiệt huyết, thế nên cô thường xuyên dành cho mình những chuyến du lịch sang chảnh cả trong nước lẫn nước ngoài. Lan Ngọc tiết lộ mình sẽ đi du học tới tận 3 nước là Úc, Hàn và Mỹ đấy, giờ nàng ngọc nữ vi vu trời Tây, tới khắp nơi trên thế giới như đi chợ rồi, fan thì mãn nhãn khi được ngắm nhìn vẻ đẹp ngọc ngà này tỏa sáng ở mọi phong cảnh.